Xin mến chào quý vị khán giả trên kênh MC Phương Thúy. Trong hôm giờ quen thuộc của buổi tối ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo, tập số 42 của bộ tiểu thuyết mang tên Yêu em đến thiên trường địa cửu, tác giả Mori. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Kiều Nhã Linh bắt đầu lên kế hoạch bỏ trốn vì trong căn nhà này luôn được canh gác cẩn thận. Cứ cách vài tiếng lại có người đến kiểm tra cô. Vậy nên Kiều Nhã Linh không thể nôn nóng làm bừa được. Người duy nhất mà Kiều Nhã Linh có thể nói chuyện thoải mái chính là vị nữ bác sĩ mấy hôm trước đã khám bệnh cho cô. Vì sức khỏe của Kiều Nhã Linh vẫn còn yếu nên ngày nào cô ấy cũng đến khám lại một lần. Hôm nay, sau khi nữ bác sĩ kiểm tra nhiệt độ và cổ họng cho Kiều Nhã Linh Cô tỏ ra mệt mỏi nói. Mấy ngày hôm nay tôi không ngủ được, đêm nào cũng nằm chằn chọc đến sáng. Vậy nên ban ngày cảm thấy rất mệt mỏi, uể oải, không có sức lực nào hết. Tôi đã cố ngủ rồi nhưng không được. Nếu tình hình này cứ kéo dài như vậy thì tôi không trụ được mất. Nhìn biểu hiện trên gương mặt của Kiều Nhã Linh, không ai nghĩ là cô đang nói dối. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, Kiều Nhã Linh trông gầy hẳn đi, Trước đó nhìn cô đã nhỏ nhắn, bây giờ lại càng mong manh tiểu tụy hơn. Sắc mặt cô rất xấu, làn da tái nhợt xanh sao, trũng mắt sâu xuống, giống hệt như người bị mất ngủ. Đây vốn là hậu quả của việc không ăn uống điều độ và suy sụp tinh thần gây nên. Hoàn toàn không liên quan gì đến mất ngủ. Nữ bác sĩ nghe cô nói vậy thì lo lắng nói. Cô bị mất ngủ sao? Thức trắng đêm thì khá là nghiêm trọng đấy. Tôi sẽ kê cho cô vài viên thuốc ngủ xem sao. Khóe miệng của Kiều Nhãn Linh hơi nhách lên. Cô nói, cảm ơn cô. Cô cho tôi liều cao một chút nhé. Hồi trước tôi cũng từng bị mất ngủ rồi. Liều thuốc ngủ thấp không có tác dụng với tôi đâu. Nữ bác sĩ không nghi ngờ gì gật đầu nói. Được rồi, cô cứ yên tâm. Kiều Nhãn Linh nhận lấy vì thuốc ngủ mà nữ bác sĩ đưa, siết chặt trong tay. Kiều Nhãn Linh đã thành công có được thuốc ngủ. Kế hoạch ban đầu hoàn thành được một phần rồi. Bây giờ chỉ cần đợi thời cơ thích hợp, cô sẽ ra tay Kiều Nhãn Linh phát hiện ra, vào buổi tối, số người canh gác trong nhà sẽ giảm đi một nửa. Gần 10 giờ tối, người giúp việc sẽ đến kiểm tra Kiều Nhãn Linh một lần cuối. Hôm nay như thường lệ, trước khi Kiều Nhãn Linh đi ngủ, người giúp việc mở cửa đi vào bên trong. Kiều Nhãn Linh ngoảnh đầu nhìn cô ta nói, Tôi hơi đói, cô đi chuẩn bị cho tôi chút đồ ăn có được không? Người giúp việc có chút không vui nói, Lúc đến bữa thì cô không ăn, bây giờ sắp đi ngủ rồi, thì cô lại kêu đói, đúng thật là mấy ngày trước kiều nhãn linh đến một hạt cơm cũng không động bị ép thì ăn vài miếng là thôi người giúp việc nghĩ trước đó kiều nhãn linh chỉ làm bộ làm tịch bây giờ đói quá nên mới muối mặt xin thức ăn người giúp việc vô cùng bực mình bây giờ đã muộn như vậy cô ta không hề muốn xuống bếp một chút nào cả kiều nhãn linh ra vẻ tội nghiệp cô xoa bụng yếu ớt nói tôi cảm thấy hơi chóng mặt có lẽ là tụt huyết áp rồi không phải mấy người vẫn luôn luôn bắt tôi phải ăn cơm sao Bây giờ tôi muốn ăn thì lại không cho ư. Người giúp việc, dù không tình nguyện cũng không thể để mặc Kiều Nhã Linh được. Cô ta biết Kiều Nhã Linh là người vô cùng quan trọng. Bọn họ không được phép để Kiều Nhã Linh xảy ra bất cứ chuyện gì. Người giúp việc tặc lưỡi một tiếng, miễn cưỡng nói. Được rồi, đợi một chút. Người giúp việc đi rồi, Kiều Nhã Linh chạy về phía cửa, nghe ngóng tình hình. Sau đó cô nhanh chóng trở lại giường, lấy vị thuốc ngủ, mình đã giấu trước đó ra, Kiều Nhã Linh lấy 5 viên, thả vào cốc rồi pha thêm chút nước. Cho đến khi thuốc tan hết ra thành màu trắng mới dừng tay lại. Một lúc sau, tiếng bước chân chuyển đến, Kiều Nhã Linh vội vàng cắt ly thuốc vào gầm giường. Khi người giúp việc mở cửa ra, đã thấy Kiều Nhã Linh ngồi ở trên ghế. Người giúp việc đặt một đĩa thức ăn lên bàn nói. Cô ăn đi, nhanh lên rồi đi ngủ. Kiều Nhã Linh vờ gắp mấy miếng thịt cho vào miệng. Người giúp việc liếc nhìn cô một cái rồi đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại một mình cô, Kiều Nhã Linh đặt đũa xuống, nhanh chóng lấy ly thuốc ngủ vừa pha ra, đổ đều lên trên đĩa thức ăn, sau đó Kiều Nhã Linh trộn thức ăn lên để thuốc ngủ ngấm vào đó. Kiều Nhã Linh đợi một lúc rồi cầm đĩa thức ăn đi về phía cửa. Kiều Nhã Linh nói vọng ra, "Có thể mở cửa được không? Tôi có chuyện muốn phản ánh." Vài giây sau, cánh cửa được mở ra, người vệ sĩ vẫn luôn luôn túc trực bên ngoài nhìn cô bằng ánh mắt nghi hoặc, "Có chuyện gì vậy?" kiều nhãn linh giơ thức ăn ra nhân mặt nói đồ ăn hình như đã bị ôi rồi rất khó nuốt người vệ sĩ nhíu mày dùng đũa đào qua đào lại thức ăn bị ôi sao đúng lúc này người giúp việc ban nãy đi đến thấy kiều nhãn linh ở bên ngoài cầm đĩa thức ăn cô ta vừa mang tới thì không khỏi sừng sốt cô đang làm cái gì thế người vệ sĩ nói cô ta phàn nàn đồ ăn đã bị hỏng không ăn được nữa người giúp việc khó hiểu nói hỏng là hỏng thế nào thức ăn đều được tôi mua từ sáng nay mà đồ ăn đều còn rất tươi mới màu sắc lại còn đẹp mắt nữa không thể nào là đồ ôi được người giúp việc bất mãn nhìn kiều nhãn linh cho rằng cô đang kiếm chuyện với cô ta kiều nhãn linh đưa đĩa thức ăn cho người giúp việc nói không tin thì cô gửi thử xem người giúp việc cúi đầu người bàn tay của kiều nhãn linh âm thầm siết lại trong lòng cô vô cùng căng thẳng trái tim đập điên cuồng trong lồng ngực kiều nhãn linh nếu như bọn họ phát hiện ra điều gì bất thường kế hoạch của cô sẽ đổ sông đổ biển kiều nhã linh cố gắng không để bàn tay đang cầm đĩa thức ăn của mình run rẩy tỏ ra bình tĩnh như thường người giúp việc vẫn giữ nguyên tư thế một hồi lâu lông mày cô ta nhíu chặt sắc mặt không được tốt cho lắm người giúp việc ngẩng đầu lên lạnh nhạt nói đúng là thức ăn có mùi hơi lạ thật nhưng không phải là đồ hỏng đâu có lẽ vừa nãy tôi cho nhầm gia vị cũng nên kiều nhã linh cảm thấy lồng ngực nhẹ hẳn đi cô dúi đĩa thức ăn vào tay của người giúp việc nói hai người ăn giúp tôi đi đồ ăn như vậy tôi không muốn động vào nữa người giúp việc trừng mắt. Thế bây giờ cô muốn tôi làm lại cho cô ăn sao? Kiều Nhã Linh lắc đầu nói. Không cần đâu, bây giờ tôi đi ngủ đây. Nói rồi Kiều Nhã Linh quay người bước vào bên trong. Thế nhưng đôi tài vẫn dòng lên nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Bên ngoài vang lên tiếng gì rào nói chuyện và tiếng đồ ăn bị vứt vào sọt rác. Xem ra hai người đó đã không ăn. Kiều Nhã Linh cắn môi. Họ đã không sập bẫy. Kiều Nhã Linh thở dài, trong lòng vô cùng thất vọng. Mọi chuyện không theo kế hoạch trước đó mà cô đã đặt ra. Kiều Nhã Linh đi đi lại lại trong phòng. Cô phải tìm cách khác mới được. Một lúc sau, tiếng gõ cửa lại vang lên. Người vệ sĩ mở cửa, trông thấy bộ dạng ốm yếu và ánh mắt đau đớn của Kiều Nhã Linh. Gương mặt Kiều Nhã Linh xanh xao, cô nhỏ giọng nói. Có thể gọi người giúp việc đến hộ tôi được không? Tôi muốn tắm, nhưng tay tôi rất đau, muốn dơ ra sau lưng cũng khó. Người vệ sĩ có chút bối rối. Anh ta nói, đợi một chút, không lâu sau người giúp việc đã quay trở lại trên tay cầm theo một bộ quần áo cô ta không hề hỏi gì kiều nhãn linh mà đi thẳng vào phòng tắm chuẩn bị nước kiều nhãn linh chậm rãi đi ở đằng sau người giúp việc kia không hề phát giác ra điều gì bất thường vẫn cứ tiếp tục lúi húi giả nước kiều nhãn linh nắm chặt lọ thủy tinh trong tay từng bước tiến về phía bồn tắm kiều nhãn linh giơ lọ thủy tinh lên không do sự đập mạnh vào đầu của người giúp việc người kia hự một tiếng lập tức ngã gục xuống dưới sàn nhà tắm Kiều Nhãn Linh lật người cô ta lại, xác định cô ta đã bất tỉnh, trên đầu còn chảy một dòng máu đỏ tươi. Kiều Nhãn Linh cắn chặt môi, cô không có thời gian để cảm thấy tội lỗi mà nhanh chóng cởi quần áo của cô ta ra. Xong xuôi, Kiều Nhẫn Linh từ phòng bước ra ngoài như không có gì xảy ra. Cô lấy chiếc bật lửa trước đó vốn dĩ dành tặng cho Hoàng Tuấn Khải ra. Thật may vì bọn họ đã không tịch thu mất. Kiều Nhẫn Linh châm lửa vào rèm cửa, lửa rất nhanh bốc lên ngùn ngụt. ngụt. Kiều Nhã Linh lùi về phía sau, thất thanh kêu lên: "Cháy, cháy rồi!" Ngọn lửa thiêu rụi hơn nửa chiếc rèm và nhanh chóng lan ra những khu vực khác. Cả căn phòng sáng rực bởi ánh lửa, khói đen bốc lên ngùn ngụt, ngụt. Người vệ sĩ gác ngoài cửa nghe được tiếng hét của Kiều Nhã Linh, đồng thời người thấy mùi khói khét lan tỏa xung quanh. Anh ta vội vàng mở cửa xông vào, nhìn thấy ngọn lửa lớn đang trở nên dữ dội, thì hốt hoảng lấy gối để dập lửa. Anh ta vừa dập lửa vừa hét cháy rồi, người đâu, mau đến dập lửa." Người vệ sĩ dồn toàn bộ sự chú ý vào đám lửa, hoàn toàn không để tâm đến Kiều Nhã Linh đang ở bên cạnh. Cánh cửa phòng mở toang vì sự việc mới vừa phát sinh nên chưa kịp tới, đây chính là cơ hội tốt cho cô. Kiều Nhã Linh siết chặt bộ quần áo trong tay, lao ra ngoài nhanh hết sức có thể. Kiều Nhã Linh chạy một mạch vào căn nhà kho ở tầng 3, ngay khi cô vừa mới bước vào đó, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân rầm rập. Kiều Nhã Linh nép người vào trong bóng tối, cơ thể không ngừng run rẩy. Đến khi người cuối cùng đi lướt qua căn nhà kho, Kiều Nhã Linh mới thả lòng cơ thể. Kiều Nhã Linh nghe thấy tiếng la hét ẩm ĩ, mọi người thay phiên nhau dập lửa, cùng cảnh hỗn loạn và kinh hoàng. Ai đó, mau lấy vòi phun nước lại đây đi. Lửa lan ra rồi, chạy ra ngoài mau. Gọi điện thoại cho ông chủ nhanh lên. Căn nhà này được làm bằng gỗ, vậy nên lửa bén rất nhanh. Cả căn phòng chìm trong biển lửa, nuốt trọn những gì ở trong đó mọi người chạy tán loạn ra ngoài không một ai để ý kiều nhã linh đã biến mất từ lúc nào không hay kiều nhã linh nhanh chóng mặc bộ đầu đồng phục của người giúp việc kia sau đó đeo một chiếc khẩu trang lên mặt kiều nhã linh thay đổi lại kiểu tóc cố làm cho mình trông luộm thuộm bẩn thỉu hơn xong xuôi kiều nhã linh nhẹ nhàng hé cửa ra bên ngoài không có ai cả tất cả mọi người đều đã đồ dồn về căn phòng nhỏ ở cuối hành lang kiều nhã linh bước ra ngoài đầu cúi thấp. Kiều Nhã Linh muốn đi xuống dưới lầu, nhưng cửa ở cầu thang đã bị khóa lại. Kiều Nhã Linh vô cùng hoảng loạn. Đây là tình huống cô không thể lường trước được. Kiều Nhã Linh luống cuống nhìn xung quanh, phát hiện ra một chiếc cửa sổ nhỏ ở bên tay trái mình. Kiều Nhã Linh đi tới chiếc cửa sổ duy nhất ở tầng 3. Cô chui đầu ra bên ngoài, nhất thời cảm thấy choáng váng. Bên ngoài trời tối đen như mực. Từ đây nhìn xuống không thể xác định được bất cứ thứ gì. Nếu nhảy xuống từ tầng 3, cô không biết mình có thể toàn mạng được hay không. Trong lúc Kiều Nhã Linh còn đang do dự, đằng sau có tiếng người hét lớn. Kiều Nhã Linh đâu rồi? Mau đi tìm cô ta đi! Kiều Nhã Linh nghiến rằng bọn họ đã phát hiện ra cô biến mất rồi. Nếu như cô không nhanh chóng chạy thoát, bọn họ sẽ tóm được cô. Kiều Nhã Linh mà bị bắt lại lần nữa, e rằng cô sẽ không còn cơ hội để bỏ trốn. Kiều Nhã Linh thà tan xương nát thịt còn hơn là một thi thể không toàn vẹn kiều nhã linh không trần trừ một giây nào nữa cô chui qua cửa sổ nhảy xuống Mà khoảnh khắc cô gieo mình xuống từ cửa sổ kiều nhã linh đã nghĩ lần này cô chết chắc rồi kiều nhã linh nhắm tịt mắt chờ đợi cơn đau xé ra xé thịt đến với mình dưới cửa sổ là một vườn hoa kiều nhã linh rơi xuống một bụi cây lớn người của kiều nhã linh va đập mạnh cơ thể đau đớn như bị nghiền nát kiều nhã linh không nhịn được mà rên gì chết tiệt may mà nhờ có bụi cây này nên kiều nhãn linh mới giữ được tính mạng nhưng cô bị thương không hề nhẹ cổ chân kiều nhãn linh bị chật khớp tay chân cũng bị xây sát chảy máu kiều nhãn linh co người nằm dưới đất đau đến mức toát mồ hôi lạnh thế nhưng cô không dám chần trừ kiều nhãn linh nén đau đứng dậy nhưng vừa mới bước một bước kiều nhãn linh đã ngã khuỵu xuống kiều nhãn linh ôm lấy cổ chân của mình cô cắn môi đến mật máu trên tầng ba mọi thứ vẫn vô cùng hỗn loạn kiều nhãn linh thậm chí còn nghe được có người đang hò hét lập tức khóa hết các cửa lại cô ta chưa thể ra ngoài được đâu kiều nhãn linh không khỏi cảm thấy bất an bây giờ cửa chính chắc chắn đã bị bọn họ khóa lại nếu như muốn ra khỏi đây cô chỉ còn cách trèo tường mà thôi thế nhưng tình trạng hiện tại của cô rất tệ đừng nói là trèo tường đến đứng dậy cô còn không thể kiều nhãn linh cuống đến phát khóc cô bất lực nói với bản thân mình làm ơn đứng dậy đi Kiều Nhã Linh nghiến rằng chỉ cần cô hơi cử động một chút, cảm giác đau thấu tâm can lại chuyển đến. Không chỉ chân cô, mà toàn thân cô đều đau ê ẩm. Kiều Nhã Linh từ từ đứng dậy, chán cô nổi gân xanh. Kiều Nhã Linh cố hết sức bình sinh để chạy ra khỏi khu vườn. Kiều Nhã Linh không dám ngoái đầu lại. Cơ thể cô xuyên qua màn đêm, ánh mắt gắt gao nhìn về phía trước. Kiều Nhã Linh nhờ ánh sáng lờ mờ tỏa ra từ chiếc bật lửa mà lần mò tìm nơi thoát ra ngoài đằng sau đột nhiên vang lên một tiếng nổ rất lớn. Kiều nhãn linh giật mình quay đầu lại. Tầng ba của căn nhà gần như đã chìm trong biển lửa. Kiều nhãn linh không ngờ chỉ một ngọn lửa nhỏ ban đầu, giờ đây đã quá tầm kiểm soát của mọi người. Tiếng la hét ầm ĩ, mọi người chạy đi chạy lại, cố gắng một cách tuyệt vọng để dập ngọn lửa. Đồng thời lúc này Kiều nhãn linh trông thấy một đoàn người mặc áo đen xông ra ngoài, người đi đầu lớn giọng quát tìm kiếm xung quanh cho tao bằng mọi giá phải bắt được kiều nhã linh những người kia đồng thanh trả lời rõ bọn họ nhanh chóng tàn đi tứ phía kiều nhã linh vô cùng hoảng sợ cật lực chạy đi kiều nhã linh đi đến bức tường duy nhất ngăn cách ngôi nhà với bên ngoài bức tường khá cao nhưng may mắn ở gần đó có một cái tủ gỗ hồng kiều nhã linh nhờ thế mà dễ dàng vượt qua tường kiều nhã linh tê chân chạy một mạch về phía trước như thể chỉ sợ nếu cô dừng bước một giây thôi cô sẽ bị bọn họ tóm được kiều nhãn linh không biết mình đã chạy được bao lâu đến khi lồng ngực cô đau đến mức không thể thở nổi kiều nhãn linh mới dừng lại kiều nhãn linh ngồi bệt xuống ven đường thở hồn hền kiều nhãn linh không còn nhìn thấy ngôi nhà sáng rực trong lửa nữa có lẽ cô đã chạy được một đoạn khá xa cô tạm thời an toàn cô nhìn xung quanh phát hiện ra nơi cô đang ở là một khu rừng Xem ra ngôi nhà kia được xây bí mật tại một nơi hẻo lánh nên mới không để một ai biết được tung tích của cô, mặc dù đã thoát ra khỏi ngôi nhà đó, nhưng Kiều Nhã Linh không biết mình nên làm gì tiếp theo. Trên người của Kiều Nhã Linh không có bất cứ thứ gì cả, cô không thể liên lạc cho ai hết. Trong lúc Kiều Nhã Linh chưa biết phải làm sao, phía xa xa hiện lên ánh đèn, còn có tiếng người nói chuyện ồn ào, vẫn chưa tìm thấy sao? Mẹ Kiếp, Lũ vô dụng! Cô ta không thể tìm được đường ra khỏi khu rừng này đâu. Cứ tiếp tục tìm kiếm ở xung quanh đi. Có lẽ cô ta đang trốn ở đâu đó thôi. Kiều Nhãn Linh giật thót tim, vội vàng đứng dậy, chạy sâu vào trong rừng. Có điều Kiều Nhãn Linh càng chạy thì tốc độ càng chậm. Cơn đau đớn lan truyền khắp cơ thể đang kìm hãm bước chân của cô. Kiều Nhãn Linh đã hoàn toàn kiệt sức. Cô không thể chạy được nữa. Nhưng nếu như dừng lại thì bọn họ sẽ bắt được cô mất. Kiều Nhãn Linh lào đào, dựa vào một gốc cây, sắc mặt tái nhợt, cô quan sát xung quanh phát hiện phía trước có một ngôi miếu nhỏ kiều nhãn linh lê bước tiến vào bên trong nhưng cô nhanh chóng nhận ra đây không phải là một nơi có thể trốn ánh đèn càng lúc càng tiến lại gần hơn kiều nhãn linh cắn răng quyết định trèo lên bức tường gần đó xung quanh có rất nhiều cây cối có thể che lấp được thân thể của kiều nhãn linh kiều nhãn linh vừa mới lần người vào lùm cây thì bên dưới chuyển đến tiếng động ánh đèn sáng rực lập tức chiếu rọi xung quanh qua kẽ lá, Kiều Nhãn Linh trông thấy hai người đàn ông đang nhìn ngó xung quanh. "Làm gì có ai?" một người gắt gỏng nói. "Kỳ lạ, rõ ràng vừa nãy tao nhìn thấy một cái bóng màu trắng chạy về phía này mà." Người kia khó hiểu quan sát khắp nơi. "Thử vào trong ngôi miếu này xem nào." Kiều Nhãn Linh túm chặt cành cây bên cạnh, trong lòng căng thẳng tột độ. Hai người kia bước vào trong căn miếu nhỏ, khoảng cách giữa cô và hai người họ rất gần. Bọn họ không tìm được ai nhanh chóng đi ra ngoài. Kiều Nhã Linh thở vào nhẹ nhõm. Đúng lúc này, một người đàn ông béo lùn đột nhiên quay đầu lại. Trong một khoảnh khắc, dường như ánh mắt của hai người họ đã giao nhau. Kiều Nhã Linh hít vào một hơi lạnh, cơ thể căng cứng. Gì thế? Người còn lại hỏi. Người kia nghiêng đầu nhíu mày nói. Tao cứ có cảm giác, ở đây có người, tao ngửi thấy mùi thơm của phụ nữ. Hắn ta nói rồi tiến gần về phía bức tường. Kiều Nhã Linh hoảng sợ tột độ. Cô bất động như một pho tượng đến hít thở cũng không dám cơ thể cô không ngừng run dày mồ hôi chảy ròng ròng sống lưng lạnh toát người đàn ông đứng cách bức tường khoảng hơn hai mét gương mặt đăm chiêu ánh mắt nhìn lướt qua một lượt kiều nhãn linh ẩn nấp trong lùm cây rậm rạp nếu như hắn ta lại gần hơn một chút có lẽ sẽ nhìn thấy cành lá trên tường đang hơi rung rung hắn ta nhìn ngó một hồi cũng không có phát hiện ra được gì người nọ cười diễu cợt mày thiếu hơi đàn bà đến ngu người rồi sao tìm từ nãy đến giờ có thấy ai quái đâu mày chỉ giỏi tưởng tượng đi thôi hắn ta lầm bẩm rõ ràng tao cảm thấy có gì đó mà người kia sẵn giọng nói đừng có phí thời gian ở đây nữa đi chỗ khác tìm thôi hai tên kia cuối cùng cũng rời đi lúc này cơ thể căng cứng của kiều nhã linh mới được thàn lòng kiều nhã linh đưa tay ôm ngực nhịp tim cô đập nhanh đến mức muốn nhảy cả ra ngoài suýt nữa thì cô đã bị lộ rồi kiều nhã linh không dám xuống vội cô sợ bọn họ sẽ còn quay lại vậy nên cứ ngồi trên bức tường đó một lúc rất lâu sau khi xung quanh đã hoàn toàn yên ắng kiều nhãn linh mới an tâm chuẩn bị nhảy xuống thế nhưng cô còn chưa kịp nhảy đột nhiên có một tiếng hú vô cùng man dợ vang lên ở rất gần cô tiếng hú man dợ lại vang lên một lần nữa kiều nhãn linh kinh hãi đến mức suýt chút nữa thì trượt chân ngã xuống nếu cô không nhầm thì đó là tiếng kêu của chó sói nơi này là một khu rừng rộng lớn ở đây có rất nhiều loài động vật hoang dã thậm chí còn có loại ăn thịt người như chó sói kiều nhãn linh vô cùng hoảng loạn xung quanh tối đen như mực cô không thể nhìn thấy gì cả kiều nhãn linh không dám ở lại cô trượt xuống rồi vội vã bỏ chạy kiều nhãn linh không chỉ đương đầu với đám người muốn giết mình mà còn phải đối mặt với sự nguy hiểm nơi rừng sâu nước hiểm nếu như dừng lại cô chỉ còn con đường chết thôi kiều nhãn linh chạy cật lực dù có khả năng sẽ gặp phải lũ sói nhưng cô không còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục đi về phía trước. Kiều Nhãn Linh chạy trong vô định. Xung quanh liên tục vang lên những tiếng kêu rùng rợn của các loài động vật về đêm. Kiều Nhãn Linh sợ đến mức tay chân bồn rồn. Cuối cùng thì cô không chịu đựng được mà bật khóc. Mẹ ơi, cứu con với, con sợ lắm. Chưa bao giờ Kiều Nhãn Linh cảm thấy tuyệt vọng như lúc này. Xung quanh cô đầy dẫy sự nguy hiểm chết chóc bất cứ lúc nào cũng có thể tước đoạt tính mạng của cô kiều nhã linh vừa chạy vừa rơi nước mắt cô nấc lên nghẹn ngào thống thiết gọi mẹ ơi nhưng khi đối mặt với nguy hiểm người đầu tiên mà kiều nhã linh nhớ tới chính là mẹ của mình trên đời này chỉ có duy nhất mẹ là yêu thương cô vô điều kiện mẹ luôn cho cô cảm giác an toàn và ấm áp thế nhưng giờ đây mẹ đã ra đi rồi mẹ không thể nào bảo vệ cô được nữa Kiều Nhã Linh một mình đối diện với thế giới tàn khốc, không khỏi cảm thấy sợ hãi và cô đơn. Tiếng sói vẫn không ngừng kêu rú, gương mặt Kiều Nhã Linh đầm đìa nước mắt. Giá như cô có thể gặp mẹ thì tốt biết bao. Như vậy, cái chết sẽ không còn đáng sợ nữa. Kiều Nhã Linh chạy loạn trạng với thân thể đầy dãy vết thương, sức lực của cô đã cạn kiệt. Trước mặt cô tối sầm lại, cô cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng. Kiều Nhã Linh lào đảo đi vài bước, sau đó thì ngã gục xuống đất bất tỉnh. Kiều Nhã Linh đã mơ một giấc mơ, cô nhìn thấy mẹ của mình, bà vẫn trẻ như ngày nào, mẹ mỉm cười hiền hậu, vuốt ve gương mặt của cô. Kiều Nhã Linh vô cùng kinh ngạc, cô thốt lên: "Mẹ, là mẹ ư?" Đáp lại cô là một nụ hôn thấm đẫm tình cảm lên trên trán. Cái cảm giác ấm áp ấy chân thực đến mức Kiều Nhã Linh cứ ngỡ như mọi chuyện đang xảy ra là thật. Mẹ cô dịu dàng nói: "Là mẹ đây, Nhã Linh." kiều nhãn linh sững sờ nhìn mẹ mẹ vẫn xinh đẹp hệt như lúc cô bảy tuổi mái tóc đen mượt mà của bà xóa sau lưng ánh mắt bà mềm mại và trong veo nhìn cô đầy yêu thương tình cảm kiều nhãn linh cảm thấy sống mũi mình cay cay cô ôm chầm lấy mẹ khóc nức nở mẹ cũng răng tay ghì chặt cô bàn tay mẹ nhẹ nhàng xoa đầu cô như thủa bé kiều nhãn linh vùi mặt vào lòng mẹ cảm nhận sự ấm áp vô cùng chân thực của mẹ và mùi hương, mùi hương của mẹ khiến cô yên lòng biết bao. Kiều Nhãn Linh nghẹn ngào nói, mẹ ơi, còn nhớ mẹ lắm. Đã hơn 10 năm đằng đẵng, Kiều Nhãn Linh rời xa vòng tay của mẹ, một mình đương đầu với thế giới tàn nhẫn khốc liệt. Kiều Nhãn Linh nhớ mẹ đến mức trái tim đau đớn, mỗi lần nghĩ về mẹ là cô lại rơi nước mắt. Mẹ cô vẫn vuốt ve mái tóc cô, thành âm của bà nồng ấm và dịu dàng. Mẹ cũng rất nhớ con. Kiều Nhã Linh ngẩng đầu nhìn mẹ bằng đôi mắt đẫm lệ. Cô nói, từ ngày mẹ ra đi, con chưa bao giờ có được hạnh phúc. Tất cả mọi người đều lợi dụng con, muốn đẩy đọa con xuống địa ngục. Mẹ ơi, con phải làm sao đây? Bây giờ con sợ lắm, mẹ có thể quay trở về bên con được không? Cuộc sống trước năm 7 tuổi của Kiều Nhã Linh tràn ngập phúc và ấm áp khi có mẹ và ba ở bên cạnh. Cô là công chúa nhỏ hưởng hết tất thầy tình yêu của ba mẹ. Đối với Kiều Nhã Linh khi đó, cuộc sống chỉ toàn một màu hồng mộng mơ, cho đến ngày mẹ cô mất, sự thật xấu xí và méo mó dần được vôi bày, đến tận bây giờ, bất hạnh vẫn đeo bám cô không rời. Kiều Nhã Linh đang ở ranh giới giữa sự sống và cái chết, cô chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng như lúc này. Mẹ nhìn cô bằng ánh mắt đau lòng, bàn tay mềm mại của bà dịu dàng lau đi những giọt nước mắt của cô. "Nhã Linh, mẹ vẫn luôn ở bên con mà, chỉ cần con nhớ đến mẹ." thì mẹ sẽ mãi mãi trong tim con. Mẹ luôn luôn mong con gái của mẹ có thể sống trong hạnh phúc, yên bình và con nhất định sẽ có được một cuộc đời như vậy. Bây giờ con đang phải trải qua khó khăn thử thách, chỉ cần con mạnh mẽ vượt qua nó thì con có thể nắm được hạnh phúc trong tay. Kiều Nhãn Linh vẫn không ngừng khóc, cô lắc đầu nói, con không biết phải làm như thế nào cả, con không thể chịu nổi sự dày vò đó, con có cảm giác như thể sắp chết vậy bóng tối vây quanh, khiến con không thể tìm được lối đi cho bản thân. Không có mẹ ở đây, con không làm được gì cả. Mẹ, mẹ giúp con có được không mẹ? Mẹ cô ôn tồn nói, nhã linh, tất cả mọi chuyện đều có cách giải quyết. Mẹ tin con sẽ vượt qua được, còn bây giờ mẹ phải đi rồi. Kiều Nhã Linh sừng sốt, hốt hoảng giữ chặt lấy người mẹ, hoảng loạn nói. Mẹ ơi, mẹ, mẹ đừng bỏ rơi con mà. Mẹ cô mỉm cười, bà không nói gì mà chỉ lặng lẽ vuốt tóc cô. Gương mặt mẹ đột nhiên biến đổi, không còn ánh mắt dịu dàng và nụ cười thân thương quen thuộc. Thay vào đó là đôi mắt đen láy đầy nguy hiểm của một con sói hung tợn. Người mẹ yêu dấu của cô biến thành một con sói tàn ác, nhìn cô chầm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống. Kiều Nhã Linh hoàng sợ lùi lại, con sói gầm gừ, nhảy bồ về phía cô. Kiều Nhã Linh hét lên, không! Kiều Nhã Linh bừng tỉnh, cô thở dốc nét mặt vẫn còn chưa hết kinh hoàng kiều nhã linh hoảng loạn nhìn xung quanh phát hiện ra mình đang nằm dưới đất xung quanh cũng không hề có một con chó sói nào cả thì ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ thế nhưng nó cũng đã khiến cho kiều nhã linh vô cùng sợ hãi và ám ảnh kiều nhã linh gượng dậy chân tay cô lạnh toát và cứng đơ không biết cô đã ngất được bao lâu rồi kiều nhã linh đưa tay lên trên mặt trên đó ướt đẫm nước mắt kiều nhã linh lại lặng lẽ khóc nỗi nhớ mẹ trong lòng cô như sóng biển dâng trào đúng lúc này một tiếng súng nổ vang lên kiều nhãn linh giật thót tim mặt cắt không còn hạt máu người của đặng văn ngữ đã tìm đến đây rồi ư ừ. suy đoán này khiến cho kiều nhãn linh càng thêm lo sợ tiếng súng nổ rất gần bọn họ đang cách cô không xa kiều nhãn linh không thể ở đây được nữa cô phải nhanh chóng rời đi trước khi bị phát hiện Kiều Nhã Linh khó khăn đứng dậy, nhưng cô chưa kịp nhấc chân lên thì đã nhìn thấy một con sói to lớn đang đứng trước mặt mình. Kiều Nhã Linh bàng hoàng, ôm miệng lùi về phía sau, không biết con sói này đã ở đây từ bao giờ. Trông nó rất to lớn, dữ tợn, răng nành vẫn còn dính máu, đang nhe ra, gầm gừ với cô. Kiều Nhã Linh sợ đến mức bồn rùn tay chân, cô không dám cử động, đứng im như một pho tượng, con sói không hề có hành động nào khác. Nó chỉ lặng lặng nhìn cô giống như đang quan sát Kiều Nhã Linh. Kiều Nhã Linh thấy nó như vậy thì cũng không còn quá hoảng loạn. Cô hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh. Kiều Nhã Linh từ từ lùi về phía sau, nhẹ nhàng nói. Ngoan nào, chúng ta đường ai người nấy đi, có được không? Con sói nghiêng đầu, có vẻ nó không định làm gì cô. Kiều Nhã Linh tiếp tục lùi thêm bước nữa. Cô cất giọng hòa nhã. Tốt lắm, mày cũng đi đi còn chó sói vẫn nhìn cô không rời mắt, dường như không có ý định bỏ đi. Kiều Nhãn Linh không dám quay đầu bỏ chạy, sợ chọc giận nó. Mặc dù hiện tại nó chưa làm gì cô, nhưng cô cũng không thể ở lại đây với một con chó sói được. Kiều Nhãn Linh cố hết sức để kéo giãn khoảng cách giữa mình và con chó sói. Lúc này từ xa vang lên một tiếng súng rất nhỏ, nhưng cũng khiến cho con chó sói thay đổi thái độ. Nó cúi thấp đầu, nghe rằng nhìn cô bằng ánh mắt khó chịu có vẻ như tiếng súng khiến nó tức giận kiều nhãn linh không dám cử động nữa cô mím chặt môi nhìn con chó sói trên chán đổ mồ hôi lạnh kiều nhãn linh chậm rãi giơ tay lên tìm cách xoa dịu sự giận dữ của con chó sói mày nhìn xem tao không phải là người nổ súng đâu tao sẽ không làm hại mày con chó sói vẫn gầm gừ đầy bất mãn kiều nhãn linh thầm than trong lòng cô không biết làm cách nào để thoát khỏi nó nữa con chó sói bắt đầu đi xung quanh cô kiều nhã linh sợ hãi lùi về sau lòng bàn tay cô đầm đìa mồ hôi kiều nhã linh không rời mắt khỏi con chó sói cô cố gắng không để thể hiện ra điều gì khiến nó khó chịu con chó sói lẳng lặng quan sát cô ánh mắt hiện lên sự nguy hiểm cơ thể của kiều nhã linh bất giác run rẩy cô có cảm giác như một giây nữa thôi nó sẽ lao về phía cô nếu như bây giờ mà có thêm một tiếng súng nữa vang lên kiều nhã linh nhất định sẽ chết chắc kiều nhãn linh vừa mới suy nghĩ như vậy thì ngay gần đó liền vang lên tiếng nổ súng rất lớn kiều nhãn linh chừng lớn mắt đầu óc trống rỗng sợ đến mức chân cũng không thể cử động được kiều nhãn linh còn chưa kịp phản ứng còn chó sói đã kích động lao về phía cô kiều nhãn linh kinh hoàng hét lên không kiều nhãn linh hoảng sợ quay đầu bỏ chạy nhưng vì quá sợ hãi mà bị vấp ngã xuống đất còn chó sói lập tức đè lên người cô kiều nhãn linh giơ hai tay lên chống đỡ con chó sói vô cùng hung hãn, hàm răng nanh sắc nhọn của nó nhe ra như muốn cắn phập vào da thịt cô, móng chân sầu hoắm của con sói cắm sâu trên người của Kiều Nhã Linh. Cô đau đớn đến tột độ, gương mặt trắng bệch không còn huyết sắc. "Cút đi." Kiều Nhã Linh điên cuồng chống đỡ, nhưng một cô gái mỏng manh yếu ớt như cô không phải là đối thủ của một con chó sói to lớn dữ tợn. Trên người cô đầy rẫy những vết thương cả mới lẫn cũ, sau vài phút vật lộn, cô nhanh chóng không còn sức lực để phản kháng con sói rất khỏe kiều Nhã linh không thể làm gì ngoài việc cố gắng chặn đầu của nó lại còn chó sói cắn mạnh vào cánh tay cô kiều nhãn linh đau đến tận xương tùy cô hét lên máu tươi lập tức chảy ra nhuộm đò một phần chiếc áo trắng trên người của cô gương mặt của kiều Nhã linh tái nhợt cơ thể cô tê dại vì đau đớn còn chó sói tiếp tục vồ lấy người cô mùi máu khiến nó càng thêm kích động hơn Kiều Nhã Linh cảm thấy cơ thể mình đột nhiên không còn trọng lượng. Sống lưng lạnh toát, trước mắt cũng mở đi. Kiều Nhã Linh tuyệt vọng nhìn hàm răng bén nhọn của con chó sói. Càng lúc càng tiến sát lại mặt mình. Chẳng lẽ cô phải bỏ mạng ở nơi này sao? Bàn tay nhỏ bé của Kiều Nhã Linh không ngừng run rẩy. Vào thời khắc cô định buông xuôi tất cả. Tiếng súng lại vang lên. Con chó sói lập tức gục ngã xuống người cô, bất động. Kiều Nhã Linh sững sờ nhìn xung quanh thế nhưng không phát hiện ra được ai cả. Kiều Nhã Linh cố gắng hết sức để hất con chó sói sang một bên. Dòng máu đỏ tươi của nó làm ướt cả áo cô. Mùi máu tanh nồng nặc lan ra khắp nơi. Kiều Nhã Linh vẫn chưa hết hoảng sợ. Cô lùi về phía sau, co rúm người lại. Kiều Nhã Linh suýt chút nữa thì chết bởi nanh vuốt của một con chó sói. Thế nhưng đã có ai đó cứu cô. Kiều Nhã Linh một lần nữa quan sát mọi thứ. Nhưng chỉ có bóng đêm đang nuốt trọn lấy tất thảy phía xa xa vang lên tiếng sói hú kiều nhã linh hốt hoảng bò dậy chạy đi trước khi bầy chó sói tìm được kiều nhã linh mải miết chạy về phía trước máu trên cánh tay cô không ngừng chảy dù có thể gục ngã bất cứ lúc nào nhưng kiều nhã linh cũng không quay đầu lại rất nhanh bầy chó sói đã phát hiện ra con mẹ trong đàn đã bị giết bắt đầu lần theo vết máu điên cuồng đuổi theo kiều nhã linh kiều nhã linh nghe thấy tiếng bước chân dồn dập sau lưng vô cùng sợ hãi nếu bị bắt bọn chúng sẽ xé xác cô ra làm trăm mảnh phía trước có một cái cây, cây lớn chắn ngang thế nhưng vì quá hoảng loạn mà cô không để ý kết quả bị vấp ngã đúng lúc này bầy sói cũng đuổi đến nơi kiều nhã linh nhắm mắt lại ôm chặt đầu mình chờ đợi cái chết đầy đau đớn tiếng súng lại một lần nữa vang lên tiếng chó sói chu chéo thảm thiết từng con sói dần dần bị bắn gục ngã kiều nhã linh ngẩng đầu lên ánh mắt bàng hoàng nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình gương mặt anh vẫn anh tuấn đến bức người ánh mắt lạnh lùng trầm mặc vẻ nghiêm nghị và cương quyết ở anh khiến cô cảm thấy yên tâm hơn bao giờ hết hoàng tuấn khải hai tay cầm súng lục hạ từng con chó sói đang điên cuồng lao về phía họ kiều nhã linh nhìn anh không chớp mắt ánh mắt cô vừa sững sờ khó tin vừa hoang mang xúc động hoàng tuấn khải quay đầu nhìn cô cất giọng trầm thấp mau chạy đi kiều nhã linh ngồi im không nhúc nhích ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi anh kiều nhã linh không thể tin nổi hoàng tuấn khải lại xuất hiện ở đây vào đúng giây phút quan trọng mà giải cứu cô thoát chết cảm xúc trong cô vô cùng hỗn loạn kiều nhã linh muốn quay đầu bỏ chạy nhưng chân cô lại không thể nhúc nhích nổi hoàng tuấn khải lại lên tiếng lần này giọng điệu của anh gấp gáp và lo lắng kiều nhã linh em còn trần trừ gì nữa mau chạy đi Bảy sói vẫn còn rất nhiều con. Hoàng Tuấn Khải lại là người duy nhất có súng. Nếu như bọn chúng kéo đến nhiều hơn, Hoàng Tuấn Khải sẽ không thể chống đỡ được. Cả hai bọn họ sẽ phải chết. Gương mặt của Hoàng Tuấn Khải đanh lại. Cố gắng tập trung hết mức có thể. Anh liên tục thay băng đạn. Vỏ đạn rơi lả tả dưới chân. Kiều Nhã Linh cắn chặt môi, căng thẳng nhìn anh hạ từng con chó sói. Lý trí bảo cô phải nhanh chóng rời khỏi đây nhưng con tim cô lại giống như có một hòn đá nặng trịch buộc vào lồng ngực khiến cô không có cách nào cất bước hoàng tuấn khải cẩn thận kiểu nhã linh bỗng hét lên sau lưng anh có một con chó sói lao đến móng vuốt của nó sẽ rách áo khoác của hoàng tuấn khải để lại một vệt máu đỏ dài trên lưng anh hoàng tuấn khải nhanh chóng quay đầu lại bắn chết nó sau đó không màng đến vết thương đang chảy máu tiếp tục bắn hạ những con chó sói khác kiểu nhã linh nhìn dòng máu đang không ngừng thấm ướt áo anh Dùn dày che miệng lại cô kinh hãi nói hoàng tuấn khải anh hoàng tuấn khải biết mình đang bị thương lưng anh đau như thể có người dùng dao quét từng tấc da thịt thế nhưng mặt của hoàng tuấn khải vẫn không biến sắc vững vàng dương súng như không hề hấn gì hoàng tuấn khải không nhìn cô anh thấp giọng nói kiều kiều em bị thương rồi có phải không kiều nhã linh mím môi cô nhìn cánh tay bên phải của mình bất động trong vũng máu không trả lời bây giờ hoàng tuấn khải cần sự tập trung cao độ cô không muốn anh phải lo lắng kiều nhã linh nén đau bình tĩnh nói tôi không sao hoàng tuấn khải nói vậy em đi trước đi anh sẽ xử lý nốt bầy sói này kiều nhã linh không muốn bỏ hoàng tuấn khải ở lại anh vì cứu cô nên mới gặp nguy hiểm cô không thể cứ thế mà rời đi với lại cô hiện tại đã mất máu quá nhiều cô không đi nổi nữa người cô vừa nóng vừa lạnh trên trán toát mồ hôi hình ảnh trước mắt càng ngày càng nhạt nhòa Kiều Nhã Linh bịt chặt vết thương trên cánh tay, ngăn cho máu không chảy ra. Kiều Nhã Linh kiên định nói, tôi đợi anh. Cánh tay của Hoàng Tuấn Khải bất giác run lên, viên đạn bắn trượt, một con sói lao về phía anh. Hoàng Tuấn Khải bị con chó sói đè lên người, khẩu súng trong tay bị văng ra xa. Con chó sói nhe răng ra, muốn cắn anh. Hoàng Tuấn Khải vật lộn với con chó sói, Kiều Nhã Linh nhìn thấy cảnh tượng này thì vô cùng sợ hãi. Kiều Nhã Linh cố hết sức để bò về phía khẩu súng nhặt nó lên cánh tay Kiều Nhã Linh run run, cô nhắm súng vào người của con chó sói, sau đó bắn hạ nó trên người của Hoàng Tuấn Khải. Hoàng Tuấn Khải thoát chết trong gang tấc, Kiều Nhã Linh nhanh chóng ném súng cho anh, cầm lấy. Hoàng Tuấn Khải nhận lấy súng, tiếp tục thay băng đạn. Lúc này có một con chó sói đang từ từ tiến lại sau lưng Kiều Nhã Linh, toàn bộ sự chú ý của cô đều đổ dồn về phía Hoàng Tuấn Khải, cô không phát hiện ra mối nguy hiểm đang đến gần mình. Con chó sói vồ lên người của Kiều Nhã Linh cô hét thất thành, ngã lăn xuống đất. Hoàng Tuấn Khải nhìn thấy Kiều Nhã Linh bị con chó sói to lớn đang trồm lấy, không khỏi hoảng hốt. Gương mặt anh tái nhợt, ánh mắt thoáng chốc trở nên phẫn nộ. Hoàng Tuấn Khải bắn chết con chó sói ấy. Mấy con chó sói ở gần đó nhân cơ hội này nhảy bồ về phía anh. Hai con sói cùng một lúc nhảy vào sâu xé Hoàng Tuấn Khải. Anh bị chúng đẻ xuống đất. Kiều Nhã Linh không nhìn thấy anh đâu nữa. Cô chỉ nhìn thấy hình ảnh hai con sói đang điên cuồng cắn xé thứ gì đó kiều nhã linh mặt cắt không còn giọt máu cô gào lên hoàng tuấn khải hoàng tuấn khải đã bị những con chó sói đó giết chết rồi ư ừ. hình ảnh man dợ trước mặt khiến cho kiểu nhã linh không thể nhìn nổi kiểu nhã linh đau đớn đến tuyệt vọng mắt của kiều nhã linh nhòa đi bởi nước cô điên cuồng gào lên tiếng hét của cô như xé tỏa cả bầu trời đêm tĩnh mịch hoàng tuấn khải hoàng tuấn khải đáp lại cô là ba tiếng súng vang lên kiểu nhã linh như vừa chết đi sống lại mừng rỡ gọi hoàng tuấn khải anh không sao chứ? Hoàng Tuấn Khải hất xác hai con chó sói nặng trịch đang đè lên người anh ra, khó khăn đứng dậy, nhìn thấy những giọt nước mắt của Kiều Nhã Linh, trái tim Hoàng Tuấn Khải lập tức mềm đi, anh thấp giọng nói, "Anh không sao." Kiều Nhã Linh cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, thế nhưng cô nhanh chóng phát hiện ra, vết thương trên ngực và tay anh đang chảy máu, Kiều Nhã Linh vô cùng đau lòng, cô không dám nhìn anh nữa, cô sợ mình sẽ không cầm được nước mắt trước mặt bọn họ vẫn còn ba con chó sói cả kiều nhãn linh và hoàng tuấn khải đều bị thương không nhẹ kiều nhãn linh lo lắng nhìn chúng Bà con sói gào rú không ngừng ánh mắt của chúng vẫn nộ đến điên cuồng kiều nhãn linh cực kỳ sợ hãi cô nhìn hoàng tuấn khải sắc mặt anh cũng đang rất tệ Bà con chó sói không lập tức lao về phía hoàng tuấn khải mà chậm chậm đi vòng quanh anh như đang thăm dò chúng có lẽ đã nhận ra sự nguy hiểm của chiếc súng mà anh đang cầm trong tay vậy nên không dám manh động chúng nhìn chằm chằm hoàng tuấn khải nghe rằng gầm gừ hoàng tuấn khải nhanh chóng thay một băng đạn mới chĩa súng về phía chúng một con chó sói nổi điên lên lập tức lao về phía anh kiều nhã linh hét lên cẩn thận con chó sói còn cách hoàng tuấn khải 2 mét thì gục ngã một con chó sói nữa cũng xông lên hoàng tuấn khải dễ dàng hạ được nó anh chĩa súng về phía con chó sói duy nhất còn sống bóp cỏ thế nhưng lần này súng không hề nổ Hoàng Tuấn Khải nhíu mày, bóp cò lần nữa. Lúc này anh mới nhận ra, súng đã hết đạn. Hoàng Tuấn Khải sờ vào đai lưng, bằng đạn đã hết sạch. Mặt Hoàng Tuấn Khải biến sắc, anh cố gắng bình tĩnh đối mặt với con chó sói đầu đàn. Kiều Nhãn Linh cũng nhận ra, súng của Hoàng Tuấn Khải đã hết đạn. Cô bàng hoàng nhìn anh, bấp máy môi. Tuấn Khải, đã lâu rồi Kiều Nhãn Linh mới gọi anh như thế này. Đáng nhẽ anh phải cảm thấy vui mừng, nhưng trong tình cảnh này anh lại không sao nở nụ cười với cô được nữa. Hoàng Tuấn Khải không còn bất cứ một vũ khí nào cả. Trước mặt bọn họ là con sói đầu đàn to lớn hung hãn nhất. ranh giới giữa sự sống và cái chết chưa bao giờ mong manh như lúc này. Con chó sói này không vội vàng tấn công anh mà chỉ nhìn anh chòng chọc, chọc. Hoàng Tuấn Khải nhìn Kiều Nhã Linh bằng ánh mắt phức tạp. Anh thấp giọng nói, Kiều Kiều, đi mau. Kiều Nhã Linh điên cuồng lắc đầu kiên quyết nói, không, em sẽ ở đây với anh. Lúc này, Kiều Nhãn Linh mới nhìn rõ gương mặt của Hoàng Tuấn Khải. Chỉ một thời gian ngắn xa cách, anh đã gầy đi rất nhiều. Trên mặt anh dính lấm tấm vết máu. Tấm lưng rộng lớn vững trái của anh, giờ anh hơi cỏng đi. Máu tươi vẫn nhỏ giọt từ người anh rơi xuống. Ánh mắt của Hoàng Tuấn Khải hiện rõ sự đau đớn và bất đắc dĩ. Nhìn anh như vậy, nỗi đau mà vết thương trên thân thể đem lại không thể so sánh với nỗi đau trong trái tim cô lúc này. Kiều Nhã Linh cuối cùng cũng không khống chế được cảm xúc mà bật khóc. Hoàng Tuấn Khải vô cùng đau lòng, anh khàn giọng nói. Kiều Kiều, đừng khóc. Câu nói này Hoàng Tuấn Khải đã nói với cô vô số lần. Mỗi khi cô đau lòng mà rơi nước mắt, anh đều dịu dàng nói. Kiều Kiều, đừng khóc. Nó thân thuộc và ấm áp đến mức khiến cô xót xa. Kiều Nhã Linh càng khóc dữ dội hơn. Cô muốn lao về phía anh, cùng anh đối mặt với sinh tử cô làm sao có thể cứ thế mà bỏ anh ở lại đối mặt với cái chết dù cô hận anh nhưng cô không nỡ làm như vậy hoàng tuấn khải rất muốn lau đi những giọt nước mắt trên gò má cô nhưng bàn tay anh đang giữ chặt khẩu súng lạnh ngắt ngăn cách giữa bọn họ chính là con chó sói dữ tợn nó có thể tấn công bọn họ bất cứ lúc nào anh không muốn kiều nhã linh bị thương dù chỉ còn một hơi thở cuối cùng anh cũng phải bảo vệ cô bằng mọi giá chỉ cần cô còn sống, bất cứ sự hy sinh nào của anh cũng tình nguyện. Hoàng Tuấn Khải cố gắng khuyên nhủ Kiều Nhã Linh. Kiều Kiều, anh sẽ không sao đâu. Em hãy đi trước đi. Nếu như em ở đây thì người bị thương sẽ bao gồm cả em nữa. Một mình anh có thể xoay sở được. Vậy nên em hãy mau đi đi. Nói dối. Kiều Nhã Linh nghẹn ngào nói. Đừng có nói dối. Kiều Nhã Linh biết những con chó sói này hung ác và nguy hiểm như thế nào con người nếu không có vũ khí trong tay thì không thể nào là đối thủ của chúng hoàng tuấn khải nói vậy chỉ để cô yên tâm rời đi nhưng cô không ngốc cô biết bọn họ đang đối mặt với điều gì khoảng thời gian qua hoàng tuấn khải phát điên tìm cô bây giờ họ đã được gặp nhau nhưng lại trong tình cảnh ngang trái đối với hoàng tuấn khải việc quan trọng nhất là phải bảo vệ những người anh yêu thương nếu như có một người phải chết vậy thì người đó sẽ là anh Hoàng Tuấn Khải gần như là gằn giọng nói, "Kiều Kiều, em đừng có ngốc nghếch như vậy nữa, em có biết là nếu như em ở lại thì em sẽ chết không?" Kiều Nhã Linh cắn môi đến bật máu, "Cô biết chứ, cô đã suýt chết một lần rồi, cô cũng hiểu rõ nỗi sợ hãi và đau đớn mà cái chết đem lại. Ai cũng sợ chết, Kiều Nhã Linh cũng vậy." Nhưng người đối mặt cùng với cô lại là Hoàng Tuấn Khải, cô không muốn để anh đơn độc chiến đấu một mình, Kiều Nhã Linh vẫn chỉ có một câu, "Em sẽ ở cùng anh. Hoàng Tuấn Khải siết chặt tay, lồng ngực anh cuồn cuộn cảm xúc, sống mũi anh cay cay. Anh vừa hạnh phúc, vừa đau lòng, hạnh phúc vì sự quan tâm và xót xa mà cô dành cho anh, đau lòng vì họ, chẳng thể cảm nhận được hơi ấm của đối phương lúc này. Hoàng Tuấn Khải đã đợi giây phút kiểu nhã linh mờ lòng với anh từ rất lâu, nhưng chớ trêu thay, lại ở trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Còn chó sói vẫn đi xung quanh hai người, nó khá là dè chừng nhìn khẩu súng trong tay hoàng tuấn khải nó chưa lập tức hành động nhưng nó bắt đầu tiến lại gần hai người hơn trong lòng hoàng tuấn khải vô cùng căng thẳng bàn tay nắm khẩu súng của anh ướt đẫm mồ hôi nếu không nhanh chóng hành động cả anh và kiều nhã linh sẽ chết khó khăn lắm anh mới tìm được cô anh sẽ bảo vệ cô đến tận cùng hoàng tuấn khải nghiến răng nói kiều nhã linh em còn không hiểu sao, anh cần em phải sống, như vậy thì Tuyết Loan mới được cứu, em không thể chết được, em là hy vọng cuối cùng của Tuyết Loan, cũng là hy vọng cuối cùng của anh, nếu như em chết, anh sẽ mất đi người phụ nữ anh yêu thương nhất, anh thà bỏ mạng cũng phải để Tuyết Loan được sống." Kiều Nhã Linh chết lặng nhìn anh, những lời nói của Hoàng Tuấn Khải như những nhát dao liên tiếp chém lên trên người cô. Kiều Nhã Linh không tin nổi những gì mình vừa mới nghe được, cô mấp máy môi anh nói gì cơ ánh mắt bàng hoàng và tuyệt vọng của kiều nhãn linh khiến cho trái tim của hoàng tuấn khải đau thắt lại anh không dám nhìn về mặt tổn thương và đau đớn ấy của cô hoàng tuấn khải biết những lời anh nói có lực sát thương đến mức nào anh cũng biết kiều nhãn linh sẽ càng thêm hận anh khoảng cách khó khăn lắm mới vừa thu lại giữa hai người sẽ vì điều anh đã nói mà trở nên xa cách ngàn trùng thế nhưng để kiều nhãn linh được sống anh buộc phải làm như vậy cô căm ghét anh cũng được nguyền rùa anh cả đời cũng được chỉ cần có thể bảo vệ cô anh tình nguyện nhận hết những oan ức ấy cho vào trong lòng hoàng tuấn khải mím môi anh hít một hơi lạnh lùng nói em không nghe thấy sao anh nói anh cần mạng sống của em cần trái tim em tất cả đều vì tuyết loan nếu em chết vậy thì cô ấy phải làm sao đây anh bỏ mạng ở đây không phải vì cứu em mà là cứu tuyết loan vậy nên làm ơn hãy đi đi Lời nói của Hoàng Tuấn Khải đã thành công khiến cho Kiều Nhã Linh rơi xuống vực sâu vạn trượng, lúc này cô mới bẽ bảng nhận ra, anh bất chấp tính mạng mình lao đến đây cứu cô, chỉ để dành lấy trái tim trọn vẹn của cô cho một người phụ nữ khác. Kiều Nhã Linh bật cười, ban đầu chỉ là tiếng cười nho nhỏ, sau đó vang lên thành tiếng cười lớn. Kiều Nhã Linh cười mà nước mắt không ngừng rơi. Hoàng Tuấn Khải siết chặt tay lại, anh không chỉ tổn thương cô mà còn đang tra tấn bản thân mình nữa. Kiều Nhã Linh ngẩng đầu, cô nhìn anh bằng đôi mắt đẫm lệ, mỉm cười tự diễu. Thì ra là như thế, đúng là đã quá ảo tường rồi. Thật là mỉa mai làm sao, khi thấy anh xuất, tôi không thể giải thích được sự mừng rỡ và an tâm trong lòng mình là gì. Tôi vô cùng cảm động, khi thấy anh cũng không màng tính mạng mà cứu tôi. Tôi đã lầm tưởng là anh vì tôi mà làm như vậy. Tôi đúng là ngu ngốc có phải không? hoàng tuấn khải không nói gì đến cả dũng khí nhìn cô anh cũng không có anh biết cô đang tổn thương và đau đớn đến nhường nào thế nhưng chỉ có làm như vậy anh mới cứu được cô kiều nhãn linh là một cô gái rất cứng đầu cô đã nói sẽ ở bên anh vậy thì có chết cô cũng không rời xa anh hoàng tuấn khải đã hạnh phúc đến phát điên lên khi nghe được những lời nói đó anh không thể ích kỷ kéo theo cô đi cùng mình được hoàng tuấn khải cố gắng bình tĩnh lạnh nhạt nói đúng thế Vậy em còn trần chừ gì nữa? Anh nuôi dưỡng em bao nhiêu lâu nay chính là để chờ ngày này. Anh sẽ không dễ dàng để em chết. Bây giờ thì em đã hiểu rồi đấy. Mau đi đi. Kiều Nhã Linh nhìn anh bằng ánh mắt tuyệt vọng. Người đàn ông này vì người phụ nữ khác mà giữ lại mạng sống cho cô. Cô nên biết ơn anh hay là căm hận anh đây? Quang Đằng nói đúng. Hoàng Tuấn Khải chỉ coi cô là công cụ để chữa bệnh cho Tuyết Loan mà thôi. Kiều Nhã Linh lặng lặng nhìn anh, quay đầu bỏ đi không ngoảnh lại kiều nhã linh quay lưng bỏ đi chỉ còn lại một mình hoàng tuấn khải đối mặt với con chó sói dữ tợn thay vì sợ hãi anh lại cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ lùng cái chết đang ở ngay trước mắt thế nhưng chỉ cần kiều nhã linh có thể an toàn rời khỏi đây anh cam tâm tình nguyện bỏ mạng ở nơi này hoàng tuấn khải vứt khẩu súng đã trở nên vô dụng đi anh bình thản đương đầu với con chó sói sau khi thấy kiều nhã linh đã đi xa rồi hoàng tuấn khải gằn giọng nói nào đến đây đi còn chó sói nhè hàm răng sắc nhọn lao về phía hoàng tuấn khải với tốc độ kinh hồn kiều nhã linh lảo đảo lê từng bước cơ thể cô chỗ nào cũng đau đớn như muốn vỡ vụn đến trái tim cô cũng nhức nhối không thở nổi xung quanh vẫn tối đen như bực kiều nhã linh không nhìn được gì nữa cũng không nghe thấy bất cứ âm thanh nào nữa kiều nhã linh cố gắng đi nhanh hơn bây giờ hoàng tuấn khải có sống hay chết cũng không có liên quan đến cô nữa mặc dù trong đầu của kiều nhã linh đã tự nhủ như vậy Thế nhưng nước mắt cô vẫn không ngừng tuôn rơi. Cuối cùng thì cô không đi nổi nữa. Ngồi thụp xuống đất, ôm mặt khóc nức nở. Tại sao? Tại sao chứ? Kiều Nhã Linh liên tục lầm bẩm gương mặt giàn ruộng nước mắt. Không gian tĩnh mịch bị xé toạc bởi tiếng khóc thê lương của cô. Những lời mà Hoàng Tuấn Khải nói như nọc độc đâm xuyên qua cơ thể của Kiều Nhã Linh. Nó không giết chết cô ngay tức khắc, mà từ từ dày vò cô, khiến cô sống không bằng chết. Tình cảm 12 năm giữa cô và anh hóa ra chỉ là một trò lừa bịp. Sự dịu dàng của anh, hơi ấm của anh từ trước đến giờ đều không phải dành cho cô. Kiều Nhã Linh cứ ngốc nghếch cho rằng mình là người độc nhất vô nhị trong lòng của Hoàng Tuấn Khải. Nhưng cô thật ra chỉ là kẻ thế mạng cho người anh yêu. Kiều Nhã Linh ngẩng đầu, nhìn bầu trời đầy sao nở nụ cười mỉa mai. Kiều Nhã Linh, mày còn trông đợi cái gì nữa? Kiều Nhã Linh không thể tin được người lạnh lùng kiêu ngạo như Hoàng Tuấn Khải có thể bất chấp tính mạng mình để cứu người khác. Tuyết Loan chắc hẳn rất quan trọng đối với anh. Đến mức, dù có bị xé xác thành trăm mảnh, anh cũng cam lòng. Kiều Nhã Linh cười tự diễu. Cô nhận ra mình thảm hại đến nhường nào, dù là quá khứ hay là hiện tại, cô vẫn chưa bao giờ có thể bước vào trái tim anh. Kiều Nhã Linh ngã xuống mặt đất lạnh lẽo, gương mặt bần thần, Đúng lúc này, từ xa vang lên tiếng sói hú rùng rợn, mang theo sự điên cuồng và nguy hiểm. Kiều Nhã Linh ngồi bật dậy, mở to hai mắt, ngay sau đó lại truyền đến tiếng gào rú cuồng loạn, như thể đang có một cuộc chiến xảy ra. Kiều Nhã Linh siết chặt tay, cơ thể bất giác căng thẳng. Hoàng Tuấn Khải liệu có phải đã bị giết rồi không? Lúc này, Hoàng Tuấn Khải đang điên cuồng vật lộn với con chó sói đầu đàn hung hăng dữ tợn, anh bị con chó sói đè lên người. Móng chân sắc nhọn của nó cắm vào da thịt anh, máu tươi không ngừng chảy ra, thấm ướt vai áo Hoàng Tuấn Khải. Mặc dù Hoàng Tuấn Khải rất khỏe, nhưng sức lực giữa người và chó sói tranh lệch rất nhiều. Sau một hồi lâu cầm cự, Hoàng Tuấn Khải bắt đầu đuối sức. Còn con chó sói thì càng lúc càng hung hãng hơn. Hoàng Tuấn Khải chỉ có thể túm chặt cổ con chó sói, ngăn không cho nó cắn mình. Tay và chán của Hoàng Tuấn Khải đồi đầy gân xanh, gương mặt anh đỏ bừng, cơ thể anh căng lên như bốn vỡ tung cánh tay hoàng tuấn khải bắt đầu yếu dần chắn anh lấm tấm mồ hôi khoảng cách giữa anh và con chó sói dần dần bị thu hẹp lại miệng con chó sói gần như kề sát vào mặt anh mùi máu tanh nồng nặc như muốn nhắc nhở anh về cái chết đã cận kề hoàng tuấn khải không thể chống đỡ thêm được nữa con chó sói rú lên há miệng cắn vào cổ anh đúng lúc này một tàng đá to được đập mạnh vào đầu con chó sói nó chu chéo thảm thiết lao đào về phía sau Hoàng tuấn khải kinh ngạc nhìn người đứng trước mặt anh kiều kiều em tảng đá rơi khỏi tay của kiều nhã linh hai tay cô buông thõng bên hông tựa như không còn chút sức lực cơ thể cô chỗ nào cũng có vết thương máu trên cánh tay vẫn chưa ngừng chảy chỉ cần hơi cử động một chút thôi cảm giác đau đớn xé ra xé thịt liền chuyển đến kiều nhã linh đã dùng hết sức lực còn lại và cú đánh vừa rồi trước mắt càng lúc càng mờ mịt Cô nhìn vẻ mặt đầy sự ngạc nhiên và hoàng hốt của Hoàng Tuấn Khải. Gương mặt tái nhợt của Kiều Nhã Linh nở một nụ cười nhàn nhạt, nhạt, Gió bất giác nổi lên, mái tóc cô bay toán loạn. Cô đứng giữa khu rừng tăm tối, máu đỏ thấm đẫm trên áo giống như đóa hoa bỉ ngạn nở rộ. Và nụ cười của cô mang theo hàm ý tuyệt vọng lại nhẹ nhõm. Phía sau hình ảnh đẹp đẽ đến đau lòng ấy, con chó sói bị thương từ từ đứng dậy, ánh mắt mang theo sự chết chóc nguy hiểm hoàng tuấn khải còn chưa kịp cảnh báo nó đã vồ lên người của kiều nhã linh rằng nành của nó ngập sâu trong da thịt cô hoàng tuấn khải gào lên kiều 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 nhã linh ngã khuỵu xuống đất máu tươi chảy ra nhuộm đỏ một phần cơ thể cô hoàng tuấn khải dùng hết sức bình sinh lao đến đập mạnh hòn đá mà kiều nhã linh đã dùng lên đầu của con chó sói lần này thì con chó sói hoàn toàn gục ngã nằm im không nhúc nhích hoàng tuấn khải đỡ lấy kiều nhã linh Gương mặt anh tái nhợt, anh run rẩy nói. Kiều Kiều, không sao rồi, không sao nữa rồi. Kiều Nhã Linh chảy máu rất nhiều. Bàn tay Hoàng Tuấn Khải chẳng mấy chốc đã bị nhuộm đỏ. Gương mặt của cô trắng bệch, ánh mắt lặng lẽ và mờ mịt. Nhìn cô như thể đã không còn thở được nữa. Hoàng Tuấn Khải chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như lúc này. Hoàng Tuấn Khải hấp tấp, gọi điện thoại cho kiến quốc, bảo anh ta lập tức đến cứu trợ anh kỳ chặt kiều nhãn linh vào lòng bàn tay thô giáp run run vuốt ve gương mặt cô sao em lại quay lại đáng nhẽ em phải chạy thoát khỏi đây rồi chứ kiều nhãn linh nhìn vẻ mặt hoảng loạn và ánh mắt sợ hãi của hoàng tuấn khải trong lòng cô vô cùng dối bời sao anh lại trở nên tuyệt vọng đến vậy anh đang lo cho cô ư ừ. hoàng tuấn khải bây giờ trở nên đau khổ và hoang mang hơn bao giờ hết đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh như thế này kiều nhãn linh muốn nhếch môi cười thế nhưng khóe miệng cô cứng đơ cả cơ thể cũng không thể cử động khi anh nói những lời tàn nhẫn đó với cô trái tim cô đã vỡ vụn cô quyết định mặc kệ sự sống chết của anh thế nhưng cuối cùng cô vẫn không đành lòng dù sự hy sinh của anh không phải là vì cô dù anh muốn cô chết để cứu người anh thương nhưng kiểu nhãn linh vẫn cứ ngốc nghếch quay trở lại đây tình yêu của cô chính là mù quáng và đáng thương đến như vậy hoàng tuấn khải gục mặt xuống hõm cổ của cô anh khản giọng nói kiểu nhã linh em đúng là đồ ngốc kiểu nhã linh nở một nụ cười nhợt nhạt phải cô thật là ngốc cô đã từng đau khổ tuyệt vọng hận anh đến tận xương tùy nhưng khi nhìn anh gặp nguy hiểm cô lại không nỡ bỏ mặc anh ở lại kiểu nhã linh mấp máy môi yếu ớt nói anh cứu tôi tôi cứu lại anh chúng ta không ai nợ ai nữa dù hoàng tuấn khải cứu cô vì mục đích gì đi chăng nữa thì cô vẫn nợ anh một mạng nó giống như một cái cớ cho sự hy sinh không màng đến tính mạng này của cô. Kiều Nhã Linh nói, cô hận Hoàng Tuấn Khải hàng trăm lần, cô lạnh lùng tàn nhẫn với anh, tất cả đều vì muốn che đậy tình cảm của bản thân. Cô hận anh cũng yêu anh, điều này đau đớn đến nhường nào. Hoàng Tuấn Khải ôm chặt Kiều Nhã Linh, máu của cô dính lên cả người của anh, ấm ấm và tanh nồng, thế nhưng người cô lại lạnh toát, gương mặt cô trắng bệch không còn huyết sắc kiều nhã linh có thể cảm nhận được cơ thể của hoàng tuấn khải đang không ngừng run rẩy anh đang sợ hãi ư hoàng tuấn khải như thể muốn khàm chặt kiều nhã linh lên người mình anh khó khăn nói được chúng ta không ai nợ ai nhưng kiều nhã linh nếu em xảy ra chuyện gì anh sẽ hận em cả đời kiều nhã linh rùi đầu vào lồng ngực vững chãi của hoàng tuấn khải thật ấm cô thầm nghĩ cô đã mong mỏi có được hơi ấm này đến nhường nào nhưng đồng thời cô cũng cảm nhận được sự lạnh lẽo đang xâm chiếm cơ thể mình. Kiều Nhãn Linh khép hờ mắt, thanh âm của cô nhẹ bẫng. Hoàng Tuấn Khải, không phải đó là điều anh muốn sao? Hoàng Tuấn Khải dùng hai tay ôm lấy mặt của Kiều Nhã Linh, dường như cô đã nhìn thấy ảo giác. Đôi mắt của Hoàng Tuấn Khải sao lại đau thương và khổ sở như thế này? Thậm chí mắt anh còn đỏ ửng, được bao phủ bởi làn nước mỏng. Kiều Nhã Linh vươn tay lên, chạm vào mắt anh, cô thấy tay mình ươn ướt tại sao anh lại khóc kiều nhãn linh thì thào hoàng tuấn khải nắm lấy tay cô anh khàn giọng nói kiều kiều đừng bao giờ rời xa anh hoàng tuấn khải áp đôi môi khô khốc của mình lên trên trán kiều nhãn linh kiều nhãn linh không cảm nhận được bất cứ điều gì nữa kể cả cái ôm của anh cơ thể cô bồng bềnh như trôi trên mặt nước cô nghĩ có lẽ mình sắp chết kiều nhãn linh rất muốn nhắm mắt lại Thế nhưng cô cố gắng nhìn Hoàng Tuấn Khải lâu hơn một chút, lặng lẽ ghi nhớ sự ấm áp của anh. Cô sợ, nếu mình nhắm mắt, sẽ không thể tỉnh lại được nữa. Kiều Nhãn Linh cười nhẹ, cô nói, Hoàng Tuấn Khải, hình như tôi sắp chết rồi. Cơ thể của Kiều Nhãn Linh càng lúc càng lạnh, hơi thở của cô vô cùng yếu ớt. Hoàng Tuấn Khải hoảng loạn đến tột độ, anh run rẩy nói, em đừng có nói linh tinh, em sẽ không có chuyện gì đâu, Kiều Kiều, Hãy cố gắng một chút nữa thôi. Kiến quốc sắp tìm thấy chúng ta rồi. Gương mặt của Hoàng Tuấn Khải trở nên nhỏa đi trong mắt của Kiều Nhã Linh. Cô không thể nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt anh nữa. Cơ thể của Kiều Nhã Linh cứng đơ, không sao nhúc nhích. Cô muốn mở miệng nói điều gì đó. Kết quả lại nôn ra một ngụm máu. Hoàng Tuấn Khải thấy cô như vậy thì không khỏi lo sợ. Máu của cô thấm ướt lồng ngực anh, mang theo sự ấm áp duy nhất còn sót lại kiều nhã linh gục đầu lên lồng ngực của anh mắt dần dần khép lại hoàng tuấn khải giữ lấy cô điên cuồng nói kiều kiều em không được ngủ mở mắt nhìn anh đi em có nghe thấy không hoàng tuấn khải vỗ vào mặt của kiều nhã linh cô lờ mờ mở mắt nhìn anh gương mặt của hoàng tuấn khải tái nhợt thấy anh sợ hãi đến mức này cô đột nhiên cảm thấy có chút mỉa mai lồng ngực ấm áp của hoàng tuấn khải khiến cô tham luyến cô hít thật sâu một hơi cố gắng lưu luyến giữ lại mùi hương của anh vào trong tâm trí kiều nhãn linh thều thảo nói xin lỗi tôi chết rồi sẽ không thể cứu được người phụ nữ của anh nữa bà vai của kiều nhãn linh truyền đến cơn đau nhức ánh mắt của hoàng tuấn khải chứa đựng sự giận dữ và đau lòng kiều nhãn linh anh không lo cho tuyết loan anh không muốn mất em kiều nhãn linh nở nụ cười yếu ớt cô đột nhiên cảm thấy rất lạnh kiều nhãn linh co người lại càng rút sâu vào lòng người của Hoàng Tuấn Khải hơn. Hoàng Tuấn Khải cởi áo của mình mặc cho cô, bao bọc cô trong vòng tay của mình. Hoàng Tuấn Khải cũng nhận ra hơi thở của cô rất mong manh. Cơ thể lạnh băng của cô khiến anh không khỏi lo lắng. Kiều Nhã Linh hiện đang mất rất nhiều máu. Hoàng Tuấn Khải dùng vài bịt chặt các vết thương của cô lại. Thế nhưng máu vẫn không ngừng gì ra qua kẽ tay. Trước đó Kiều Nhã Linh đã mất không ít máu. Sau đó lại bị con chó sói cắn một vết thương chí mạng trên bả vai mấy ngày nay cô lại không ăn uống đầy đủ cơ thể suy nhược rất nhanh không thể chống đỡ được nữa nếu kiến quốc không đến kịp thì e là cô sẽ khó qua khỏi kiều nhã linh thì thầm hoàng tuấn khải tôi buồn ngủ quá hoàng tuấn khải nắm chặt tay kiều nhã linh anh nói kiều kiều cố lên em không được phép ngủ khi kiến quốc tìm thấy được chúng ta rồi anh sẽ đưa em đến bệnh viện em nhất định sẽ không có chuyện gì đâu kiều kiều em chỉ cần mở mắt nhìn anh thôi Kiều Nhã Linh cố gắng không để mí mắt sụp xuống, nhưng cô không thể nhìn thấy gì ngoài một màng trắng toát. Cô không còn cảm nhận được bất cứ đau đớn nào nữa. Người cô nhẹ tinh, tay cô ủ đi. Gương mặt của Hoàng Tuấn Khai cũng chìm vào khoảng không. Kiều Nhã Linh thầm nghĩ, có lẽ đã đến lúc rồi. Cô muốn nói lời tạm biệt với Hoàng Tuấn Khai, nhưng bóng tối đã nuốt chửng lấy cô. Kiều Nhã Linh dần dần chìm vào tĩnh lặng. Cơ thể trong lòng của Hoàng Tuấn Khai bất động kiều nhã linh nhắm nghiền mắt hơi thở gần như đã biến mất hoàng tuấn khải chết lặng anh chạm tay lên gò má của cô ánh mắt như dại đi kiều nhã linh sao em lại ngủ rồi mở mắt ra cho anh anh nói em không được phép ngủ cơ mà hoàng tuấn khải liên tục lay người cô giọng nói của anh tắc nghẽn kiều nhã linh vẫn không nhúc nhích gương mặt tái nhợt và tĩnh lặng của cô nằm yên trong lòng ngực anh yên bình và nhẹ nhõm hoàng tuấn khải giống như phát điên anh liên tục gọi tên cô từng giọt nước mắt nóng hồi của anh rơi trên gương mặt lạnh ngắt của kiều nhã linh kiều 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 em không thể rời xa anh như vậy được người đàn ông mạnh mẽ và kiêu ngạo như hoàng tuấn khải cuối cùng cũng rơi nước mắt vào lúc này hoàng tuấn khải chưa bao giờ nghĩ kiều nhã linh sẽ rời xa mình nhưng giờ đây cô nằm trong lòng anh bất động và nhợt nhạt hoàng tuấn khải rất sợ sợ sẽ mãi mãi mất đi kiều nhã linh nếu không có cô, anh không thể nào sống nổi. Kiều Nhã Linh là lẽ sống của anh, là ánh sáng duy nhất mà anh hướng tới. Hoàng Tuấn Khải ôm ghì lấy Kiều Nhã Linh, nước mắt anh không ngừng rơi. Hoàng Tuấn Khải giống như là con thú bị thương, anh gào lên, "Kiều Kiều, Kiều Kiều, cầu xin em đừng bỏ anh lại mà." Kiều Nhã Linh nhìn thấy mình đang đi trên một con đường trắng xóa, xung quanh không có bất kỳ ai. Kiều Nhã Linh bước đi trong vô định cô bất chợt nhìn thấy mẹ mình đang đứng ở phía trước. Mỉm cười vẫy tay với cô. Kiều Nhã Linh vô cùng mừng rỡ. Cô chạy về phía mẹ. Thế nhưng càng chạy, khoảng cách giữa cô và mẹ lại càng xa. Kiều Nhã Linh hoàng hốt hét lên. Mẹ ơi, đợi con với! Mẹ vẫn đứng nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng. Bà nói, Nhã Linh, con có muốn đi cùng với mẹ không? Kiều Nhã Linh không do dự mà gật đầu cô vẫn luôn luôn muốn ở bên mẹ không bao giờ xa rời trong mắt của kiều nhãn linh bây giờ chỉ có mẹ thôi cô muốn đến bên mẹ ngay lập tức kiều nhãn linh cật lực chạy có điều vẫn không thể chạm được tới mẹ kiều nhãn linh hoang mang không hiểu tại sao mẹ cô ôn tồn nói nhãn linh có phải con vẫn còn lưu luyến ai không lưu luyến ư ừ. kiều nhãn linh quay đầu lại cô nhìn thấy bản thân mình đang nằm trong lòng của hoàng tuấn khải cô giống như thể đã chết gương mặt cô trắng bệch như tờ giấy, hai tay cô buông thõng dưới đất. Hoàng Tuấn Khải đang ôm lấy cô, liên tục gọi tên cô. Ánh mắt anh bi thương và tuyệt vọng đến mức khiến cô đau lòng. Anh đang khóc. Kiều Nhã Linh thậm chí còn cảm nhận được giọt nước mắt ấm nóng của anh rơi trên má mình nữa. Kiều Nhãn Linh đứng lặng người nhìn anh. Chân cô giống như đeo trì vậy, không tài nào nhúc nhích nổi. Mẹ đã đến bên cô từ lúc nào. Bà đặt tay lên vai cô, nhẹ nhàng nói, nhã linh con thật sự có muốn đi không kiều nhã linh không trả lời gò má bỏng rát hứng chịu những giọt nước mắt tận cùng của nỗi đau cô muốn đi không cô cũng không biết nữa mặc dù biết điều mình nhận được sẽ chỉ là sự tổn thương nhưng nhìn hoàng tuấn khai trở nên như vậy cô lại không đặng bỏ đi kiều nhã linh quay đầu nhìn mẹ mình hoang mang nói mẹ ơi con phải làm sao đây Mẹ dịu dàng vuốt ve gương mặt của cô, bà thì thầm: "Nhã Linh, hãy hỏi trái tim của con muốn đi hay ở lại." Hoàng Tuấn Khải lúc này đang cật lực làm ấm cơ thể cho Kiều Nhã Linh, cố gắng níu giữ hơi thở mỏng manh của cô, anh liên tục xoa tay chân cho cô, cầm máu vết thương của cô. Kiều Nhã Linh không tiến triển gì thêm, thậm chí môi cô càng lúc càng tái đi. "Kiều Kiều, làm ơn, hãy mở mắt ra đi." Dù Hoàng Tuấn Khải có gọi như thế nào, thì mắt cô vẫn cứ nhắm nghiền im lặng không nhúc nhích xung quanh là bóng đêm tĩnh mịch chỉ có âm thanh tuyệt vọng và thê lương của anh không ngừng vang lên kiều nhã linh nếu như em không tỉnh lại tiểu kiệt phải làm sao đây anh phải làm sao đây tiểu kiệt vẫn luôn luôn chờ em trở về em phải làm tròn trách nhiệm của mình chứ em đã hứa sẽ chăm sóc thằng bé mà em không thể đi như vậy được nếu em dám chết anh sẽ tìm một người mẹ khác cho tiểu kiệt kiểu nhã linh em thật sự muốn như vậy sao hoàng tuấn khải đã hoảng loạn đến mức nói năng hồ đồ anh nghĩ rằng chỉ cần mình dọa cô cô nhất định sẽ tỉnh lại hoàng tuấn khải chưa bao giờ sợ hãi đến như vậy anh không còn biết bản thân đang nói gì nữa anh không muốn mất cô bọn họ còn chưa thể ở bên nhau làm sao có thể ly biệt được hoàng tuấn khải ôm lấy kiểu nhãn linh mà khóc ánh mắt anh chất chứa niềm đau thương và tuyệt vọng hoàng tuấn khải chỉ có thể cầu nguyện kiến quốc nhanh chóng tìm ra bọn họ một giây một phút trôi qua nỗi sợ hãi trong anh càng tăng lên trời đã tờ mờ sáng cơ thể của hoàng tuấn khải cứng đơ vì lạnh nhưng lồng ngực vẫn luôn luôn ấm nóng bao bọc và ủ ấm cho kiều nhã linh các bạn thân mến các bạn vừa nghe xong tập số 42 của bộ truyện ngôn tình giải tập mang tên yêu em đến thiên trường địa cửu tác giả mori qua phần diễn đọc của phương thúy các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ chuyện hay được phát đều đặn trên kênh mc phương thúy các ngày trong tuần chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ xin tạm biệt và hẹn gặp lại